chị, trước khi tuyên bố khai mạc, em xin giới thiệu từng hoa hậu và cái băng rôn này là có ý nghĩa. Và trước tiên, xin kính mời chị Nguyễn Bề Trên, Marie Sephard Trần Thị Diệp, Miss Tony. Miss Universe của chúng ta rất là xứng đáng để là người đầu tiên chấm ngoài vào các quả bóng để khai mạc cái buổi hội hôm nay. Thưa các chị, em xin thay mặt toàn thể chị em tuyên bố. Nguyệt, Nguyệt, đứng đây Nguyệt.